Bánh chú ơi, mua bánh không cô? Mua bánh hả cô? Rồi, cái này là bánh đậu xanh rất là ngon luôn nha. Đó, đây, hình trái cây cực kỳ là bắt mắt luôn cô ơi, ra mua bánh đi cô. Rồi, bánh này ngon lắm. Dạ, con bán hai trái 5.000, cực kỳ là ngon luôn. Có ớt, rồi có cà rốt, có cà, có mận luôn, đủ loại. Mua bánh không mấy đứa? Hai trái 5.000 nha. Hết tiền rồi. Hết tiền, vậy xin tiền bà đi. Đây, trời ơi. Dạ, đó. Trái gì con? Cái này là bánh đậu xanh, ngon lắm. Kìa con. Cô chừng gớt không nha bà. Nè, ăn đi. Bà mua cho hả? Hai trái. Hai trái hả? Em lấy chị lựa đại hay sao? Đúng. Đây, chị cho em một trái bắp với lại một trái ớt nha. Đó. Nói gì nó cự ha. Rồi. Ăn thử coi. Ngon ghê. Ngon ghê trời. Rồi chị cảm ơn nha. Đây, hỏi lại 5.000. Chị cảm ơn nha. Xích xích. Hai trái nữa đi. Hai trái nữa hả? Dạ rồi. Hai đứa con. À, cho cô một trái xoài với lại cái này là chắc củ cải trắng hay sao cô ơi. Rồi, con gửi đây cho cô nha. Dạ. Em lấy hai trái hả? Bốn trái. Rồi, hai đứa chia hay sao? Rồi, để chị xíu nha. Ăn mặn đi ha. Ăn mặn với lại cái này là chuối. Chuối nha. Chuối. Nhìn không ra luôn á. Nhìn không ra luôn hả? Lấy củ cà gót. Ngon. Củ cà gót chứ cái gì? Với đu đủ nha. Rồi. Đó. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Của cô. Hỏi cô lại 5.000. Đây. Chơi gỡ đó hai nữa đó. Hai nữa hả? Hai. Miên mua hả Miên? Dạ. Đó, gấp cho Miên hai trái nha. Nhẹ thôi để thôi nó bị móp. Ui. Đây. Đó rồi, trả tiền rồi cô. Bà trả tiền cho. À đúng rồi, vậy là còn của thêm nữa hả bà? Bốn đứa đặng. Kia đứa hả? Hai lại bà đó. Bà đứa. Đứa ăn đứa không ăn. Rồi, cảm ơn bà nha. Thôi chỗ này bán hả? Mua hai trái hả? Rồi, để chị em lấy trái nào? Lấy trái nào? Lấy trái này còn hai trái. À, lấy trái này ha. Trái này là trái đầu tiên. Dạ con bán bánh đậu xanh. Trái nào? Trái này hả? Rồi, trái bắp. Dạ hai trái 5.000 ngon lắm bà ơi. Em mua. Rồi, trái 5.000. Dạ, mua ăn thử đi bà, ngon lắm. Đó bánh đậu xanh cực kỳ là béo luôn. Trái nào? Cà nha. Ớt hả? Rồi có ớt luôn. Đó. Cho ăn ớt cái đây. Cho trái mận ba. Cho nội tôi coi. Cho trái nội bà cái này nè. Trái mận. Màu bào nít. Rồi, bà lấy trái nào? Rồi, trái này là trái chuối. Dạ, yeah, chuối. Cô bà lấy cỏ nè. Bà lấy ớt không bà? Cái này nè. Cái này nữa hả bà? Rồi, của bà 10.000 nha. Ngon lắm bà ơi. Không có để bọc thì để ra chú gì đó. Rồi lấy bọc cho bà nha. Con có bọc luôn. Để con tiết kiệm. Rồi đợi con xíu. Thế bà ăn thử đi, bánh này ngon lắm. Em hai trái hả? Rồi, lấy trái nào? Nào không được. Trái nào không được ha, vậy cho trái khóm nha. Trái ớt luôn. Rồi, trái ớt đâu? Trái bí hả? Bí ở đâu vậy? Nhìn giùm chị coi. Đây nè. Đâu? Trời ơi. Đó. Rồi cầm chắc nha. Rồi chị cảm ơn. Bà ơi, của bà nè bà ơi. Ờ để đi. Ngon lắm. Mở qua bà ơi. Đây, bà đưa tiền con chưa ta? Chưa. Chưa hả bà? Đây con gửi cho bà nha. Rồi, bánh rất là ngon luôn. Còn ai mua bánh nữa không? Hai cái nữa hả? Rồi. Con mượn cái ghế chỗ bà con ngồi luôn nha. Trời ơi, ở đây bán quá trời đất luôn rồi. Lấy trái nào đây? Trái này hả? Bí hả? Với nào nữa? Bắp nha. Rồi, đây chị cảm ơn nha. Hình như bánh này thu hút nít hả bà? Cái chú trong đây chưa bự rồi. Cái đỏ cho nít nó mừng coi. À, vậy bà thích muốn bà muốn đỏ đúng không? Vậy con đổi cho bà nha. Trái này là trái đào lộn hộp nha bà. Trái này là trái ớt. Ấy, con không bóc được. Con trái ớt. Hai trái ớt nữa hả? Rồi. Dạ rồi, đây. Trái chuối nữa. Cảm ơn bà nha. Hai trái ớt luôn hả? Mua dữ rồi kìa. Nó mua trái. Nhớ mua trái. Rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, ở đây bán đất quá trời đất luôn rồi cô ơi. Mình xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha.
Hôm nay thì mình có một cái mâm bánh đậu xanh trái cây á các bạn, cực kỳ là ngon luôn. Cái bánh này thì mình lấy của người ta đó, rồi mình đem về mình bán lại ở bên sông á các bạn. Thấy nó rất là ngon và lạ mắt luôn, nên là đem về quảng cáo và bán cho bà con ở đây họ ăn thử xem là như thế nào nha. Ở đây thì chắc là cái khúc này chắc cũng chưa có được ăn cái bánh này lần nào đâu, nhưng mà bảo đảm ăn một lần là ghiền luôn đó. Đó, nó có rất là nhiều hình thù nha. Nó hình bí, rồi bắp, rồi củ cải trắng nè, rồi chuối, rồi đu đủ, đủ loại luôn các bạn, cái nào cũng có hết trơn á. Nếu ai mà thấy thèm á thì mua vài trái ủng hộ cho mình nha. Cách làm ra cái bánh này cũng rất là đơn giản luôn, gồm có đậu xanh nè, rồi nước cốt dừa với lại đường đó, rồi mình nấu lên, sau đó mình sẽ nặn ra cái hình trái này trái kia đó, rồi mình tô màu nó, sau đó mình phải nhúng lại với một lớp rau câu nữa thì ăn vô sẽ cảm thấy nó béo béo và giòn giòn nha. Giờ mình ăn thử một trái cho các bạn xem nha. Mình ăn trái nào để ta? Thôi, con thích ăn cà nha. Giờ mình ăn thử một trái cà tím cho các bạn xem nha. Ở ngoài là được ướm bằng một lớp rau câu á các bạn, cực kỳ là ngon luôn. Cắn vô. Ngon. Đây, ở phía bên trong á là nó có cái lớp đậu xanh á. Toàn là đậu xanh thôi nên là rất là béo luôn. Còn ở ngoài thì nó giòn giòn sực sực, cực kỳ là ngon luôn. Xanh xanh đỏ đỏ thì mấy đứa nhỏ nó rất là thích luôn các bạn, và người lớn cũng vậy nữa. Ngon quá bà ơi, ăn thử đi bà. Được rồi. Cái này mình lấy ở chỗ cái cô bán là 2.000 một trái, sau đó mình đem về mình bán 2 trái 5.000 nha các bạn. Giờ thôi tiếp tục vừa ăn vừa đi bán thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bánh cho con nha. Mấy đứa ăn bánh thấy làm sao? Ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Béo nữa hả? Giờ con đi nha mấy cô. Bánh này là mấy đứa nhỏ cực kỳ thích luôn. Ớt này ăn không có cay. Đúng rồi. Kiếm hai mày thôi. Nó cầm trong tay nó. Chị đi nha, chị đi nha. Dạ. Ngon quá, cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Dạ khách. Ai bánh đậu xanh không? Bánh không cô ơi. Bánh hình trái cây ngon lắm cô ơi. Bánh không mấy ông ơi, bánh này ngon lắm. Cái bánh này á các bạn, nó có cái vị ngọt ngọt, bùi bùi, béo béo á, nên là mấy cụ già mà uống với lại nước trà thì nó cũng cực kỳ là ngon luôn. Bánh không mấy ông ơi. Ai bánh đậu xanh không? Hồi nhỏ các bạn thì ở trước mấy cái cổng trường á cũng hay bán những cái loại bánh đậu xanh nhỏ nhỏ gì nè, thì lúc trước mình cũng từng hay ăn á. Lúc trước nó bán chừng khoảng 1 đến 1.500 một trái thôi. Bây giờ là mình không có mua ăn nữa mà mình trở thành người bán bánh luôn rồi. Ơi trời ơi, chạy theo chị hả? Mua bánh không? 2 trái 5.000, em có muốn mua bánh không? Có tiền không? Không có tiền hả? Chạy riết về xin nha. Hồi bánh này là cực kỳ thích thú đối với những em nhỏ luôn các bạn, tại vì nó thấy hình thù đẹp mắt đó, nên là nó cực kỳ thích luôn. Mua bánh không? Mấy cô ơi, mua bánh không mấy cô? Mua bánh không cô? Bánh này ngon lắm nha. Đây là bánh đậu xanh đó, 2 trái 5.000 thôi. Hình trái cây cực kỳ là bắt mắt và ngon luôn. Đẹp quá em. Đó, nãy giờ con bán đắt lắm á, cô có muốn ăn thử không? Bán cho mấy đứa hàng. 2 trái 5.000 thôi cô ơi, ngon lắm. Bán thử cho cháu ngoại đi. Cho cháu cô hả? Rồi con lấy trái nào cũng được nha. Mọi người, mình giao thì mọi người không biết là bánh gì các bạn, nhưng mà khi mà dở cái mâm ra thì ai cũng thích hết trơn á. Đây. Rồi đợi chị xíu nha. Đẹp không? Dạ. Đẹp không cô? Dạ, lấy cho nổi cái này nè, cái này. 2 trái bí ha. Dạ. Rồi, có 2 trái bí liền luôn. Cho ai cho em hả? Cho mình hả con? Rồi, cho bà nội con hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Con ngừng có người mua rồi. Có người mua nữa hả? Rồi gì chị đứng đây đợi xíu nha. Mua bánh không cô ơi? Bánh này ngon lắm nha, không ăn là tiếc lắm đó cô. Không ăn là tiếc tới già luôn đó nha các bạn. Mua bánh hả cô? Rồi đợi xíu nha. Rồi mình ngừng ở đây đợi mấy em nhỏ lại mua nha. Đây là giống như là mình đang đi dụ nít với ai. Mấy đứa nhỏ nó rất là thích cái món này luôn á. Lại đây chị cho xem nha. Có nhiều hình lắm, em muốn lấy hình nào? Lấy hình nào nè. Chị hết lá rồi, chị phải test ra mới được. Chớt rồi mấy nhà, hai chớt.
Đó, em muốn lấy cái nào? À, chị bán cho em hai cái đi. Hai cái nữa hả? Rồi, em lấy cái ớt, nào cũng được nha. Ớt hả? Lấy ớt. Ớt có cay không? Không, ớt này là đảm bảo không có cay luôn á nha. Nhưng mà giờ về nhà đừng có ăn ớt ở nhà nha, cay đó. Đây, cầm chắc nha. Ớt cầm chắc, cầm chắc. Tại chị hết lá chuối rồi. Em lấy hai cái nữa hả? Dạ, em bán cho em này với thầy cục qua. Rồi, đợi chị xíu nha. Cầm chắc lấy. Đâu, cái nào đâu em chỉ cho chị coi. Cái này, với cái nào? Cái này hả? Rồi, này. Đây, chị đổi lại sợ cay hả? Trời ơi, ớt nè, không có cay đâu ông ơi. Đây, của cà gớt. Rồi, được rồi đó đúng không? Cầm chắc nha, coi chừng đổ gớt đó. Rồi, chị cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cô nha cô ơi. Ai, bánh đậu xanh không? Bánh không cô ơi? À, lâu lắm rồi các bạn ơi, mình cũng không có đi lại cái đoạn đường này để bán á. Thì giờ mình đi lại nha. Nhưng mà bà con ở đây với mấy đứa nhỏ nó cũng nhận nhớ mình á. Bánh không chú ơi? Bánh đậu xanh không cô ơi? Bánh này ngon lắm. Hai trái 5.000 thôi. Đây con vô con quảng cáo cho cô nè. Vô con giới thiệu với cô nha, đảm bảo thấy là muốn mua liền đó. Nè, cô có muốn ăn không? Hai trái 5.000 thôi. Mua bánh không cô? Mấy cô đang làm, cô làm cải hả? Dưa chua hả cô? Em mua bánh không? Hai trái hả cô? Dạ rồi, có liền. Cái này là bánh đậu xanh á, hình trái cây, béo lắm cô ơi. Này lấy giùm mà. Lấy giùm chị nha. Đó. Hai trái 5.000 cô ơi. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nha. Làm cải bán hả cô? À, cải này làm dưa chua ngon lắm á. Bánh đậu xanh chú ơi. Bánh này chắc con nghĩ chú phải ăn 10 trái mới no nổi á chú. Cái này con cho không được chú ơi. Con cũng nghèo với chú. Con không cho được. Chú than. Ai bánh đậu xanh không? Mấy đứa mua bánh không? Bánh này ngon lắm. Mua bánh không mấy đứa? Bánh này ngon lắm nha, không ăn là tiếc đó. Ai bánh đậu xanh không? Ơi, mua bánh hả? Trời ơi, đây. À, đi một đoạn các bạn mấy đứa nhỏ nó kêu lại nó mua bánh nên mình ghé lại nha. Mua bánh không? Không mua là tiếc lắm đó. Bánh này cực kỳ ngon luôn. Thích không? Ơ à, để đừng cầm để chị lấy cho để hơi dơ á. Ớt ha, dưới trái nào nữa? Trái này là trái xoài nha. Rồi, đây. Coi chừng gớt đó. Rồi, chị cảm ơn em nha. Em mua trái ớt. Em mua trái ớt hả? Rồi, đợi chị xíu. Dưới trái cà tím. Rồi, biết trái ớt với trái cà tím luôn. Đây, đây là trái ớt nè. Còn đây là trái cà tím nè. Không, cái này ăn đảm bảo không có cay đâu, đừng có lo nha. Rồi, đây chị gửi em nha. Em nhìn giống kẹo à. Giống kẹo à, này là bánh đào đậu xanh. Ai ai kêu tôi đó? Ai kêu chị vậy mấy đứa? Đây, chị bán bánh đậu xanh nè, ngon lắm. Em ra đây coi nha, cực kỳ là ngon luôn. Không ăn là tiếc lắm đó. Thôi nãy giờ đi toàn là bán cho con nít thôi à các bạn ơi. Cái món này á, tại vì nó nhiều màu sắc á, nên là rất là bắt mắt những mấy đứa nhỏ nha. Đây ăn bánh gì ra đây mua. Ăn trái nào chứ. Đó thích chưa. Trời ơi. Chị hết lá chuối rồi nên chị lấy bọc cho mấy đứa nha. Cái này chị lấy lá chuối hay ít rồi. Em mua trái nào? Đây trái này. À, cái cà gót nha, củ cây đỏ. Với trái nào? Chưa, đợi chị xíu. Em lấy trái này nữa đúng không? Đây là trái đầu tiên. Đó, cho em hai trái nha. Rồi, để chị tháo tiền. Em có muốn ăn luôn không?
trái nhiều. Em đã hai trái luôn hả? Hả? Ngàn trái trả tiền. À vậy là hả? Chị hỏi là em 5.000 đúng không? Chị hai chị em ăn chung nha. Rồi chị cảm ơn hả? Chị trái nhiều. Hai trái 5.000 em muốn mua trái nào? À lấy trái cà rốt ha. Với trái mận. Đó. Rồi, đây chị gửi. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Mua nữa không em ơi? Nữa không? Nữa không? Nữa chị bán nữa nha. Hai trái nữa hả cô? Rồi ra đây, em lấy hai trái nào nữa? Trong đây cũng còn nhiều nè. Em lấy trái nào? Rồi, trái nào nữa? Trái này nữa ha, đây là trái đào lộn hộp. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. À, bánh này á, vừa ngon mà vừa rẻ mà béo nữa các bạn ơi. À, người lớn cũng thích mà em nhỏ cũng thích. Chắc tại đoạn đường này nhiều con nít hay sao á, toàn là bán cho con nít thôi à. À, đi tiếp dài dài lên trên nha. Ai bánh đậu xanh không? Bánh đây cô chú ơi. Đi nãy giờ cũng một đoạn các bạn ơi, chú ngồi đó kìa, mời chú mua nãy giờ luôn. Thì chú nói lại đi của chú mở hàng cho nha. À, chú mở hàng cho con bán lại nha. Con bán bánh đậu xanh hình trái cây, hai trái 5.000. Đây con dở cho chú xem nha. Đó. Dạ rồi, hai trái nha. À, bán bánh này các bạn mà mọi người cứ nói là bán cho tụi hai trái à, tại vì nhìn nó giống y gan là trái cây thiệt vậy đó. Có người thì nhìn nó tưởng là kẹo không à. Con lấy đại cho chú nha, trái nào cũng được nha. Lấy cho chú một trái cà với lại một trái bắp. À. Mấy đứa mua bánh hả? Để chị lấy trong đây ra, trong đây còn nhiều lắm nè. Đó, có đủ hình thù luôn, đủ loại trái cây luôn. À, ai thích trái nào thì ăn trái đó nha. Rồi, con cảm ơn chú nha. Mua nữa hả? Đó, trong đây vẫn còn nè. Mấy đứa mua nữa hay gì? Mấy đứa mua trái nào để chị lấy cho? Trái này. À, rồi đợi chị xíu nha, để chị lấy cho. Mấy đứa ăn thì mấy đứa cảm nhận nó làm sao ta? Cái này, cái này. Hả? Mấy đứa thấy nó làm sao? Có ngon, ngon không mà mua lần nữa vậy? Có. Ngon hả? Béo không? Béo. À, em lấy cái nào? Em lấy cái này. Rồi, với cái nào? Cái này. Em mua rồi trái nào nữa? Trái này. Rồi cái này. Cái này nữa. Rồi. Đây, cái này là trái đào. Trái này là trái đào hay trái ớt ta? Trái ớt hay sao mấy đứa ơi? Đây. Rồi, của em 10.000 nha. Rồi, đợi chị xíu nha. Đây, thôi em lại 10.000. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, em lấy mấy trái? Dạ, hai trái. Hai trái ha, chị hỏi em lại 5.000 rồi chị lấy cho. Rồi, ôi, chú mở hàng đất quá chú ơi. Chắc phải tặng chú quá. Rồi, em lấy trái nào? Bữa nay đi hết rồi đó, chứ mỗi bữa là cắt cọc thai. Đây, rồi trái nào nữa? Trái ớt là trái này không? Dạ. Rồi. Đây, vậy hả chú? Em mua bánh không? Đây, bánh ngon lắm nha. Dạ. Cực kỳ ngon luôn, hai trái 5.000 có muốn mua hay không? Mấy cô kia đâu hết rồi. Không thì chị đi nha, tiếc lắm á. Mua bánh không? Thôi, không mua rồi. Vậy thôi con cảm ơn chú nha, con đi đi chú ơi. Cụ này bánh này ngon lắm.
đấy cô bác ơi. Bánh đây, bánh đây. Đây thì đi đến đâu các bạn thì mình cũng thấy có mấy cô mấy chú ngồi trước á, nên là mình vô mình giới thiệu cho họ mua bánh của mình nha. Đó, giờ mình vô mình giới thiệu mới được. Cô ơi, cô mua bánh đi cô, bánh của con bán ngon lắm luôn. Đây là bánh đậu xanh hình trái cây á cô, hai trái 5.000 thôi. Đó, nhiều nha, có đu đủ nè, rồi cà, rồi củ cải trắng, rồi bí, rồi đủ luôn. Cô muốn ăn cái gì có cái đó luôn. Mà nó rẻ nữa, cô mua hai trái có 5.000 à. Cô ra chợ cô mua trái cây hai trái cũng mấy chục ngàn đúng không? Cô mua này cô ăn đi nha. Cái này là mà từ đậu xanh á mấy cô chú. Hai trái 5.000 ngon lắm cô. Nãy giờ con bán đắt lắm đó. Rồi. Trái lấy trái này với trái này. Rồi rồi, trái mận với lại củ cải trắng nha. Đó, hai trái 5.000. 5.000 hai trái. Dạ, 5.000 hai trái. Ủa sao cái này còn màu vàng không à? Ăn thử đi, ngon lắm. Con nít nó thích cái này lắm. Có muốn ăn không? Dạ, con cảm ơn cô. Ngon hả? Thấy chưa? Con nói mà. Trời ơi. Ăn thử đi mấy cô. Lâu lâu con mới bán đường này một lần á. Không ăn là tiếc lắm nha. Rồi, em lấy trái nào? Trái mặn. Trái mặn, có trái mặn luôn. Cà tím. Cà tím, có cà tím luôn nha. Rồi, đây. Rồi, chị cảm ơn nha. Mua bánh đi mấy cô ơi. Rồi vậy con đi đó nha. Có mua nữa không cô? Nữa hả chú? Rồi để con lấy cho chú nha. Rồi em thích cái nào? Mấy cái này giống bánh bông lan á. Vàng nha. Nó dẻo dẻo. Rồi với cái nào nữa? Bắp không? Có bột. Hay là cái nào? Đó, thích cái nào thì mới ăn. Trái mận. Thái màu đỏ. Thái màu đỏ. Thôi. Rồi, đây. Cảm ơn nha. Ngon lắm cô ơi, ngon không? Hết rồi hả? Còn hả, để dành đi ra chiều ăn tiếp. Rồi, chị cảm ơn nha. Rồi. Ngon quá. Bánh đây, bánh đây mấy cô ơi. Đậu xanh không? Bánh không em ơi? Ai mua bánh không? Bánh không cô ơi? Bánh đậu xanh ngon lắm. Dạ? Mua bánh không cô ơi? Mua bánh không cô? Bánh đậu xanh hai trái 5.000 thôi. Mua bánh không chị ơi? Ai mua bánh không? Mua bánh không bà ơi? Đây đây để con. Em vô được không chị? Rồi. Còn có mấy trái nữa thôi là hết nha. Cái này là bánh đậu xanh trái cây á chị. Cực kỳ là ngon luôn, hai trái 5.000 thôi. Nãy giờ bán cực kỳ là đắt luôn. Mua ăn thử nha chị. Trái gì trời? Ở đây có dạ cái này làm từ đậu xanh á chị. Cái đậu xanh mình bỏ vỏ đó, rồi mình nấu rồi mình nặn ra, rồi mình tô màu, sau đó mình nhúng với lại rau câu nữa. Béo lắm chị, ăn thử đi nha. Em ngồi ở đây nè, không ngon không lấy tiền thiệt. Trái nào cũng được hả chị? Tại lạo quá. Đây em lấy cho chị đu đủ với lại bắp nha. Hai trái 5.000 thôi. Hai trái 5.000 đó, em có muốn mua không?
Rồi, dạ xin tiền ngoại đi nha. Đây, thôi chị 45.000. Ăn thử đi chị. Ngon lắm. Rồi, con đi nha. Bánh không em ơi? Mua bánh đi, bánh đậu xanh. Mua bánh không? Bánh ngon lắm. Bánh gì đó hả? Dạ, cái này là bánh đậu xanh đó cô, hình trái cây á, ngon lắm. Cô mua nha, đợi xíu nha chị. Nè, có muốn ăn không chị ơi? Ngon lắm nha. Hai trái 5.000 cô ơi. Cô lấy hai trái nha. Rồi, để con lấy cho cô. Cô ăn thử đi, béo mà ngon lắm. Tại vì con hết lá rồi nên dùng bọc quá cô. Cô lấy giùm con nha, cảm ơn cô. Hai trái nha. Rồi, bỏ tiền vô đây. Trời ơi. Rồi, em lấy cái nào? Trái nào cũng được luôn hả? Ờ, dễ tính quá. Rồi, để chị lấy cho em hai trái nha. Chuối. Rồi, đây, cảm ơn em nha. Mua bánh không vậy cô? Dạ rồi, có liền. Vô luôn. Cái này là bánh đậu xanh hình trái cây. Nhỏ nhỏ giùm con. Đậu xanh hình trái cây á chị. Cực kỳ là ngon luôn mà béo nữa. À, thích chưa? Ngon. Ôi đừng đừng bóc để chị bể cho, để dơ em á. Đây trái bí với lại trái nào? Em chỉ đi rồi chị lấy cho. Cái này ha. Rồi. Nhìn ngon quá hả? Ôi ánh mắt của anh kìa. Dạ. Em tên Cẩm chị. Rồi cảm ơn em nha. Rồi. Trong đây đặt. Cô bé bao nhiêu tiền em? Dạ 5.000 đưa rồi nè chị. Hai trái 5.000 ngon lắm chị. Em ở đâu? Dạ, em ở dưới đưa cồn á chị. Rồi, em lên đây bán. Ngon không em? Em thấy ngon không? Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn chị nha. Mua bánh hả? Rồi, đợi cô xíu nha, cô bán cho. Thích loại nào? Thích loại nào? Đây, đó, thích chưa? Thích trái nào? Em thích trái nào? Em thích mận ha, rồi cái nào nữa? Nhìn giống trái chung. Cái này nha, cái này nha. Bông hoa này nữa. Bông hoa nữa hả? Chị bán hai trái 5.000 à. Thì thôi mình lấy bông hoa đi ha. Nên mình ăn hai trái đi ha, rồi nào có tiền mình mua nữa nha. Rồi, rồi, cảm ơn em nhiều nha. Hả? Vài bữa chị bán nữa nha. Mua ăn nữa nha. Cảm ơn em nhiều nha. Ai bánh đậu xanh không? Em mua bánh không? Hai trái 5.000 thôi. Dạ. Chào. Bà ơi, con bán bánh đậu xanh đó bà, ngon lắm. Hai trái 5.000 thôi. Lên bán ra đưa bà cụ vô. Dạ. Bồng em bé xích xích vô giùm con xíu. Bà cụ nghe, bà cụ cho anh nghe, bà cụ. Hai trái nha cô. Mua cho bà ngoại bà. Dạ, hai trái 5.000. Lấy mấy trái vậy cô? Cho mấy ạ. Bốn trái. Dạ rồi, bốn trái. Rồi ghé lại đây cô thấy ngon quá trời luôn các bạn ơi, nên là cô mua luôn bốn trái luôn. Ăn thử coi cái vị nó như thế nào nha. Nếu thích thì cô sẽ mua thêm nữa. Đây gửi cho cô nha cô. Sao mấy hả? Rồi để con hỏi tiền. Rồi muốn ăn nữa hả? Em hỏi là chừng nào con lên đây bán nữa là em xin tiền mẹ em mua. À 30 rồi, đợi xíu còn thêm. Mẹ em ơi đi lại xin tiền. Rồi đây, cảm ơn cô nha cô. Cái này là mua cho bà cụ rồi, 94 tuổi ăn nè. À, cái này rất là mềm luôn nên là cụ vẫn ăn được. Dạ được, nó mềm lắm, nó là từ đậu xanh thôi à chị. Ngon lắm, ăn thử nha. Dạ. Ai mua bánh không? Bánh đậu xanh không? Bánh đây, bánh đây. Mua bánh không cô chú ơi? Mua bánh không? Rồi có tiền luôn. Đây, ghé lại đây. À, nãy giờ đi một đoạn á, các bạn thì bán quá trời đất luôn. Ai cũng thích thú cái món bánh đậu xanh hình trái cây này hết á. Ai cũng tò mò mà ra mua ủng hộ cho mình hết á. Dạ. Em mua trái nào? Trái nào cũng được nha. Ăn thử coi ngon không? Con có tiền không? Hai trái. Đây chị hỏi tiền. Mua chung với chị hai hả? Vậy là đưa cho em thêm hai trái nữa đúng không? Đúng không? Tiền của em đưa cho em này nữa đúng không? Rồi để chị lấy hai trái nữa nha. Đây nhanh tay thì còn, chậm tay là hết đó nha. Phải nhanh lên mới được đó. Úi trời đất.
ơi, em mua bánh không? Dạ. Bà ơi, con bán bánh đậu xanh hình trái cây á, 2 trái 5.000 ngon lắm bà ơi. Này bây giờ mình bán nãy giờ cũng một đoạn khá xa các bạn ơi, cũng gần hết rồi, còn có bao nhiêu đây thôi à. Mọi người rất là tò mò nên là ai cũng mua hai trái ăn thử hết trơn á. Đó, còn nhiêu đây thôi là hết rồi nha. 2 trái 5.000 thôi, em có muốn mua không? Đó. À, em có muốn mua không? Mua thì xin tiền mẹ mua nha. Rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 còn 15 trái nữa thôi là hết rồi các bạn ơi. Không biết sao mà lẻ ra một trái nữa. Nãy giờ các bạn thấy mà thích thú á, muốn ăn thử á, thì nhớ mua ủng hộ cho mình vài trái nha. Cực kỳ là ngon luôn. Dạ cô này. Dạ không, cô bán kem là được một mạnh thường quân họ gửi cho mấy em á. Còn này con bán kiếm tiền mà mua cá mắm ăn cô ơi. 2 trái 5.000 thôi, ngon lắm cô. Bánh đậu xanh á, cô ăn thử nha. 2 trái 5.000 hả, có cho thử luôn hả? Dạ không cho thử được, cô ăn rồi cô thử giùm con nha. Rồi con không có lời nhiều á. Lấy thêm trái ớt chuồng, trái cà tím nha. Trái ớt chuồng, cà tím, cái bông, bí. Cái nào nữa, đu đủ nha. Đây là đu đủ nè. Rồi nào nữa không cô, nữa đi cô. Sắp hết rồi hả? Dạ sắp hết rồi, cô mua vài trái nha. Này là xoài, trái này trái gì? Trái này là củ cải trắng ở mình có trồng nè. Cô ăn luôn nha. Rồi vậy đi nha, 15.000. Trái nhiều. Dạ 2 trái 5.000. 2 trái rồi. Dạ rồi đợi con xíu đi hỏi tiền cho cô đã. Cái này đi thêm một đoạn nữa thôi là cái xóm chiếu gần hết rồi các bạn. Nhưng mà may mắn là được cô mua ủng hộ. Trời ơi sao lưng quá trời người luôn vậy. Trời ơi mở hàng đắt lắm ơi. Mở hàng đắt quá. Chưa đợi chị xíu, đợi chị xíu. Đây 60. Ê cái này mềm lắm anh ơi. 70. Xe cái thích vô. Không đi. 80. 85.000 hả cô? Dạ rồi con cảm ơn. 2 trái ha, em lấy cái nào? Ông già rồi. Này nha. Dạ. Cái một củ cà gót. Củ cà gót hết, củ cà gót rồi. Ê thấy đi. Thấy nha, cái này nha. Cà nha. Rồi, đây, chị cảm ơn. Chị này, chị này. Rồi, cô lấy cái nào nữa? Cái nào cũng được hả con? Không, 2 trái đó đây. 2 trái này. Trời ơi, con còn có 5 trái nữa là hết rồi. Có ai mua ủng hộ con không ta? Đây, chị gửi em nha. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn cô. Còn 5 cái cuối cùng nữa thôi các bạn ơi là mình đã hết cái mâm bánh đậu xanh trái cây rồi. Giờ gán cố gắng đi lên dài dài mọi mời mấy đứa nhỏ nó mua ủng hộ nữa nha. Rồi, các bạn mà thích thì mua giùm cho mình vài cái bánh đó để mà mau hết nha. Ông ơi, mua bánh đi ông ơi. Mua bánh uống nước trà ông ơi. Ai bánh đậu xanh không? Cô ơi mua bánh đi cô ơi. Còn vài trái nữa thôi là hết rồi. Ai mua bánh không? Chị ơi mua bánh đi. Còn vài trái nữa thôi là hết rồi. Dạ không có lời. Bánh đậu xanh ngon lắm á cô. 2 trái 5.000 thôi. Mua không vậy cô? Đây con giới thiệu cho cô thử nha. Thiệt con nói thiệt. Đây nãy giờ mấy đứa nhỏ nó thích quá trời luôn. Mua gần hết mâm của con rồi. Đó cái này là bánh đậu xanh hình trái cây á. Ai cũng thích hết trơn á. 2 trái nha. Ai vậy ta? Không em ơi. Có muốn mua không vợ? Còn dạ đúng rồi, 3 trái lấy 7.000 thôi, lấy hết 3 trái luôn đi nha. Chị ngăn hết đi con. Dạ rồi, nè. Rồi, hết trơn luôn. Quá đắt rồi. 5.000 thôi à. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn nha, làm cái gì vậy? Rồi,
hết rồi. Các bạn ơi, nãy giờ thì đi muốn hết cái xóm chiếu này rồi, bán cũng hết sạch cái mâm bánh đậu xanh hình trái cây rồi. Hôm nay rất là vui luôn khi mà bán được cho mấy em nhỏ với lại mấy cô ở trong đây nữa. Ai cũng thích thú với cái món bánh này hết á. Bây giờ mình hết mâm rồi, thôi mình đi về nha. Nếu các bạn thích thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Về nha, bye bye.